Cây hoàng ngọc và 20 tác dụng bất ngờ trong chữa bệnh. Cây hoàng ngọc vốn là cây mọc sâu trong rừng xứ Cao Lạng. Cây mọc và phát triển khá nhanh, đặc biệt là vào mùa mưa. Năm 1990, cây được phát hiện lá có khả năng diệt nấm mốc, lở loét và các bệnh về tiêu hóa. Và hiện nay, cây đã khai thác thêm được nhiều công dụng chữa bệnh hơn trong y học. Bài thuốc sau đây của Sức khỏe tự nhiên sẽ giúp bạn biết rõ hơn về loại cây này. Cây hoàng ngọc là gì? Còn có tên gọi khác là cây xương hoa, cây nhật nguyệt, cây con khỉ, cây thần tượng linh. Có hai loại cây hoàng ngọc là cây hoàng ngọc trắng và hoàng ngọc đỏ. Mô tả là một cây thuốc quý, thuộc dạng cây bụi, sống nhiều năm, cao khoảng 1 đến 2 mét. Thân cây non, màu xanh lục với nhiều cành mảnh, thân già hóa gỗ màu nâu, có mọc đối, dạng hình mũi giác, dài khoảng 12 đến 17 cm, cuống lá dài 1,5 đến 2,5 cm. Phần gốc lá thuôn đầu nhọn, mép lá nguyên, cụm hoa là sim dài 10 đến 16 cm ở đầu cành, mang nhiều hoa màu trắng và tím, quả nang chứa 4 hạt. Cây hoàng ngọc đỏ, lá non sẽ có màu hơi nâu, hạt nâu đỏ. Trên bề mặt lá phủ lớp lông tơ, vị hơi chua chát, lá già thì thường sẽ có màu xanh, mặt trên đậm hơn. Cây hoàng ngọc trắng, có cây xanh cả hai mặt, có nhiều dịch nhớt tiết ra. Phân bố và thu hái. Cây được trồng phổ biến khắp cả nước, từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến miền núi để làm thuốc. Chỉ sau 20 đến 30 ngày là cây cho ra nhiều lá. Cây phát triển rất mạnh, đặc biệt là vào mùa mưa. Có thể hái lá tươi để dùng hoặc phơi khô trong bóng râm để dùng dần. Ngoài ra, rễ cây có từ 7 năm tuổi trở lên, có thể đào về làm thuốc. Thành phần hóa học. Cây hoàng ngọc có chứa citron, flavonoid, carotenoid, đường khử và axit hữu cơ. Lá tươi gồm các chất diệp lục 2,65mg, protein hòa tan 25,5mg, polysaccharide hòa tan 0,8%, canxi 875,5mg/g, magie 837,6mg/g, kali 587,5mg/g, natri 162,7mg/g, sắt 38,75mg/g, nhôm 37,5mg/g, đồng 0,43mg/g, mangan 0,34mg/g, niken 0,19mg/g. Tác dụng chữa bệnh của cây hoàng ngọc. 1. Chữa đái rắc, đái bút ra máu. Lấy 15 đến 25 lá hoàng ngọc tươi rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt đặt bị uống. 2. Cầm máu. Vừa có tác dụng cầm máu vết thương ngoài, vừa chữa xuất huyết đường tiêu hóa, trị ra máu, ho ra máu, vân vân. Lấy 7 đến 9 lá tươi, nhai kỹ hoặc dùng 10g lá khô, sắc lấy nước uống trong ngày, liên tục trong 5 đến 7 ngày. 3. Chữa viêm loét dạ dày tá tràng. Ngày ăn 2 lần, mỗi lần 7 lá tươi, ăn liên tục khoảng 50 lá sẽ thấy bệnh chuyển biến tốt hơn. 4. Trị cảm cúm, sốt cao. Lấy 8 lá hoàng ngọc rửa sạch, nhai kỹ, sau 1 giờ lại ăn tiếp. Ăn như vậy 3 lần sẽ hạ sốt, hết đau đầu. 5. Chữa viêm nhiễm đường tiêu hóa. Nhai mỗi lần 7 đến 9 lá tươi, ngày 2 đến 3 lần, liên tục trong 5 đến 7 ngày. Dùng khi có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, bị trĩ, vân vân. 6. Bình phục sức khỏe. Trước khi ăn sáng, nên lấy khoảng 5 đến 7 lá hoàng ngọc tươi, nhai chậm, kỹ rồi nuốt. Cũng làm tương tự như vậy vào buổi tối trước khi ngủ và liên tục trong một tuần. Cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục đối với những người mơ ốm dậy hoặc mệt mỏi khó ngủ. 7. Bị chấn thương. Nhai hoặc giã nhỏ lá hoàng ngọc tươi, chọn lá già sẽ tốt hơn, rồi đắp lên vết thương và dùng băng gạc cố định trong 2 đến 3 giờ rồi thay. Áp dụng những chấn thương chảy máu, xương bị gãy hay dập. 8. Trị tiêu chảy, tả, liệt. Nhai 7 đến 15 lá hoàng ngọc tươi rửa sạch, ăn 2 lần như vậy sẽ khỏi. 9. Chữa viêm thận, viêm đường tiết niệu. Mỗi lần nhai 14 đến 20 lá hoàng ngọc
hạt giả nát bắt lấy nước có uống, ăn chừng khoảng 200 lá bệnh sẽ khỏi. 10. Điều trị các bệnh gan. Một số bệnh như xơ gan, viêm gan có thể mỗi ngày 3 lần, mỗi lần nhai khoảng 10 lá hoàng ngọc tươi khi bụng còn đói. Hoặc dùng lá hoàng ngọc khô tán bột mịn trộn với bột tam thất, cả hai vị lấy một lượng bằng nhau, mỗi lần uống một thìa cà phê với nước trước bữa ăn. Đây là bài thuốc trị xơ gan cổ trướng hiệu quả. 11. Chữa sẹo lồi, mụn lồi. Lấy một nắm lá hoàng ngọc tươi rửa sạch, thêm một chút muối rồi giã nát, đắp vào vùng sẹo, mụn lồi sẽ làm tan sẹo. Thực hiện cho đến khi da phẳng thì dừng. 12. Giúp ổn định huyết áp. Dùng rễ trên 7 năm và lá hoàng ngọc khô sắc lấy nước uống thay trà hàng ngày. Dù là huyết áp cao hay huyết áp thấp đều dùng được. Điều chỉnh huyết áp ở mức ổn định và làm giảm cholesterol trong máu. Khi bệnh huyết áp phát tác, cho người bệnh ăn ngay 9 lá hoàng ngọc tươi, nhai chậm, kỹ, cho nước tiết ra rồi nằm nghỉ ngơi. 13. Hỗ trợ điều trị ung thư. Đối với ung thư giai đoạn đầu, mỗi lần lấy khoảng 10 lá hoàng ngọc, nhai thật kỹ, ngày 5 lần, phải kiên trì đều đặn, sẽ làm giảm cơn đau hiệu quả. Đối với ung thư đã lâu, có thể nhai 15 lá hoàng ngọc, mỗi ngày 6 lần, kết hợp cùng một cốc nước lá hoàng ngọc xay vào sáng sớm và một nắm lá hoàng ngọc nấu chín vào buổi tối. 14. Trị viêm đại tràng. Lấy 40g hoàng ngọc khô, gồm cả thân và lá, 10g khổ sâm sắc lấy nước uống trong ngày. 15. Trị bệnh đường ruột. Lấy một nắm lá từ 7 đến 9 lá, hoàng ngọc rửa sạch, tráng qua nước sôi và ăn trực tiếp. Mỗi ngày ăn 4 lần, ăn như vậy trong 3 đến 4 ngày, sẽ thấy bệnh thuyên giảm. Trong trường hợp đau dữ dội, lấy ngày 15 đến 20 lá rửa sạch, nhai thật kỹ, ăn 4 lần trong 1 đến 2 giờ để giảm cơn đau nhanh nhất trước khi đi bệnh viện. 16. Chữa bệnh u xơ phổi, tiền liệt tuyến. Dùng một nắm lá hoàng ngọc rửa sạch, cho vào máy xay nhuyễn cùng với một bát nước, lọc qua rây, lấy nước rồi uống trước bữa ăn, ngày uống 3 lần liên tục trong 1 tháng sẽ có hiệu quả. 17. Chữa đau mắt đỏ, đau ứ máu. Lấy khoảng 3 lá hoàng ngọc đắp vào mắt qua đêm, sáng dậy sẽ hết đau. 18. Điều trị chảy máu đường ruột. Lấy 7 đến 10 lá tươi rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt đặc uống ngày 1 đến 2 lần. 19. Chữa viêm đại tràng co thắt. Ăn mỗi lần 7 đến 10 lá tươi hoặc giã nát lấy nước uống, kết hợp ăn lá mơ lông trong bữa ăn, liên tục trong 1 đến 2 tháng, bạn sẽ thấy bệnh thuyên giảm. 20. Phụ nữ sau sinh bị sa dạ con. Lấy lá hồng ngọc tươi rửa sạch, nhai kỹ hoặc giã nát vắt lấy nước cốt uống. Dùng lá cũng sẽ không ảnh hưởng đến sữa của mẹ cho bé. Cách trồng cây hoàng ngọc. Hoàng ngọc là loại cây rất dễ sống, không kém thời tiết, nên bạn có thể trồng nó ở bất kỳ nơi đâu. Chỉ cần cắm một vài nhánh cây xuống đất vườn là nó có thể sống, hoặc bạn có thể trồng nó vào chậu cây cảnh. Để trồng được cây hoàng ngọc, đầu tiên bạn cần chọn những nhánh cây già, khỏe, chắc, không bị sâu bệnh. Rồi cắm xuống đất, hàng ngày tưới nước cho cành thì chỉ khoảng 2 tháng sau chúng sẽ phát triển thành cây xanh tốt. Không cần có chăm sóc bằng phân bón, nhưng khi mới trồng thì nên che nắng và giữ độ ẩm, tạo điều kiện tốt nhất cho cây phát triển. Lưu ý, khi nhai lá hoàng ngọc, nhất định phải nhai kỹ, nhai chậm vì tiếng nước bọt làm phát huy tác dụng của lá. Cây hoàng ngọc không độc, không kháng thuốc nên không có chống chỉ định. Tuy nhiên, cơ địa của mỗi người là khác nhau, vì vậy nên tham khảo ý kiến thầy thuốc để tìm được liều lượng phù hợp. Ngoài những công dụng trên, cây hoàng ngọc còn rất tốt cho gia súc và gia cầm như kích thích tiêu hóa và mau lớn ở lợn, hồi phục sức cho gà chọi sau trận đấu. Cây hoàng ngọc là một vị thuốc quý, bạn có thể trồng nó trong nhà để chữa bệnh khi cần thiết. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng gừng theo cách này.
viêm xoang mãn tính cũng phải chào thua. Viêm xoang là một căn bệnh phổ biến bất chấp thời tiết và hàng triệu người trên thế giới phải chịu đựng nó mỗi ngày. Viêm xoang, dù là mãn tính hay cấp tính, đều do dị ứng, cảm lạnh, nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Thuốc tây trị viêm xoang khá đa dạng, nhưng hầu hết đều có tác dụng phụ. Thuộc tính mạnh và độc hại của thuốc còn hành hạ cơ thể hơn cả chính căn bệnh viêm xoang. Do đó, các phương pháp đông y trị viêm xoang thường được người Việt tin tưởng hơn, chẳng hạn như gừng. Đây là nguyên liệu rất phổ biến trong điều trị viêm xoang. Để hiệu quả trị bệnh được cao nhất, bạn có thể áp dụng theo cách sau. Nguyên liệu: gừng tươi 60g, ngót sen 30g, 500ml nước. Cách làm: bạn lấy 50g gừng tươi thái lát mỏng khoảng 2-3mm cho vào nồi. Cho 500ml nước vào đun sôi khoảng 15 phút. Tắt bếp, đợi nước cốt gừng bớt nóng thì dùng khăn thấm đều nước cốt rồi đắp nhẹ lên mặt. Hít hơi nóng từ khăn bốc hơi. Hơi nóng từ nước cốt gừng sẽ làm giảm xương, loãng dịch nhầy, giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài, mũi dễ dàng hơn. Thời gian làm khoảng từ 8-10 giây. Bạn cũng có thể đặt nồi nước gừng ngang ngược, lấy một chiếc khăn to trùm qua đầu rồi hít hơi nóng từ trong nồi bốc ra. Sau khi xong mũi với nước cốt gừng, bạn dùng hỗn hợp gừng lá sen để đắp mặt. Bạn giã nát 6g gừng tươi, giã nát luôn 30g ngót sen, trộn đều rồi đắp hỗn hợp này vào chăn mày, lên trán, nhưng phải cẩn thận không để dính vào mất, gây hại cho mất. Đắp được khoảng 20 phút, những triệu chứng trên sẽ giảm dần, trán không còn nóng, tăng cảm giác buồn nôn do có mủ từ hốc mũi trào vào, khoang miệng và nôn ra ngoài. Cách này cũng có thể trị viêm mũi dị ứng. Kiên trì sử dụng nước cốt gừng để xong, rồi dùng gừng và ngót sen để đắp liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Sau đó, cách 2 ngày đắp lại 1 ngày. Sau 30 lần đắp, triệu chứng viêm xoang nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi hẳn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên, nhưng với liều lượng ít hơn và phải có sự giám sát của người lớn. Chúc cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tóc bạc sớm không chỉ làm bạn mất thẩm mỹ mà còn làm bạn thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Với cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa hôm nay, chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng, bạn có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng tóc bạc sớm chỉ trong vài nốt nhạc đấy nhé. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm: do yếu tố cơ địa. Màu tóc được quyết định bởi sắc tố melanin. Khi sắc tố này bị rối loạn, sẽ dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm, tối màu và mất đi độ bóng mượt. Thiếu hụt vitamin. Thiếu hụt vitamin làm sức khỏe trở nên yếu, giảm khả năng chống chọi với bệnh tật. Thêm vào đó là tình trạng tóc bạc sớm. Tuy nhiên, khi bổ sung các vitamin, bạn cần dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa vitamin nhé. Do gặp phải các vấn đề về tuyến giáp. Rối loạn tuyến giáp làm cho hormone sản xuất ra có nguy cơ bị đình trệ, tóc yếu và ngả màu, dễ bạc trắng. Stress. Nếu bạn thường gặp những áp lực trong công việc, cuộc sống, thi cử trong thời gian dài cũng sẽ dễ gây nên tình trạng tóc bạc sớm. Cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa. Dầu dừa được xem là một thần dược tự nhiên trong làm đẹp, không chỉ có tác dụng dưỡng da tốt mà còn chăm sóc tóc mềm mượt, hiệu quả. Trong dầu dừa có chứa nhiều dinh dưỡng và các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tóc một cách khỏe mạnh. Chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho 1-2 muỗng dầu dừa ra chén, thêm vào vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp rồi thoa lên tóc. Massage nhẹ nhàng chừng 15 phút, sau đó gội đầu thật sạch. Thực hiện tuần 3 lần, mái tóc hoa râm của bạn sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho mái tóc mềm, đen đúng nghĩa. Bạn biết không, ngoài dầu dừa, hà thủ ô đỏ cũng được xem như một dược liệu quý giúp ngăn chặn tình trạng tóc bạc sớm. Đơn giản, bạn chỉ cần đun hà thủ ô rồi uống thay trà. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Cỏ gà. 1. Tên khác. Tên thường dùng: cỏ gà, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ Bermuda ở Mỹ, cỏ dương. Họ khoa học thuộc họ lúa, Poaceae. 2. Cây cỏ gà. Mô tả: cỏ gà là cây thuốc nam quý, cỏ sống dai nhờ thân rễ ngắn, thân rễ bò dài ở gốc, thẳng đứng ở ngọn, cứng, có từ 8 đến 40 cọng, có khi cao tới 90cm. Cỏ gà bò chằng chịt vào nhau thành thảm cỏ dài đặc, lá phẳng hình dài hẹp, nhọn đầu, màu vàng lục, mềm, nhẵn, hạt có lông, mép hơi rát. Lá có thể thay đổi màu sắc từ xanh đậm sang xanh nhạt, trắng khi thời tiết biến đổi. Cụm hoa thường dài từ 3 đến 6cm, gồm từ 3 đến 7 bông con, hiếm gặp hơn là 2 bông, dài khoảng 2 đến 3mm, sắp thành hình ngón, đơn, mảnh. Các ngón hoa thường tạo thành một vòng, nhưng cá biệt có thể thành hai vòng với 10 cụm hoa. Quả thóc hình thoi, thường dẹt, không có rãnh. Bộ phận dùng: thân, rễ, hạt toàn cây. Nơi sống và thu hái: cây phổ biến khắp thế giới. Ở nước ta, cây mọc hoang khắp nơi, thường gặp nơi ẩm thấp, trong các vườn hay các triền đê. Thu hái và chế biến: đào cây, cắt lấy thân rễ, rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô. Thành phần hóa học: thân rễ cỏ gà chứa một chất kết tinh sinodin, có thể là asparagin, còn có tinh bột, đường, các muối kali. Trong lá có vitamin C, 64mg trên 100g lá tươi. Tác dụng dược lý: cỏ gà, cỏ chỉ có tác dụng chữa đau ngực, làm bớt đau, chất làm xe thất, cầm máu, nhượng trường. Vị thuốc cỏ gà. Tính vị, tác dụng: cỏ gà có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, giải độc, lọc máu, giải nhiệt, giải khát, tiêu đờm. Công dụng: chỉ định và phối hợp các bệnh nhiễm trùng và sốt rét, các trường hợp rối loạn tiết niệu, viêm thận và bàng quang, vàng da, sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật, thấp khớp, thống phong, phụ nữ kinh nguyệt không đều, trẻ em sốt cao, tiểu ít hay bí đái, viêm mô tế bào, rắn cắn. Liều dùng: dùng toàn cây hay thân rễ sắc uống, lấy 20g cho vào 1 lít nước sắc kỹ, ngày uống 2 chén, liên tục trong 3 đến 4 ngày. Nếu hạm uống, dùng 20g rễ hãm 1 phút trong 1 lít nước đun sôi, loại bỏ nước này. Bóc vỏ thân rễ đi rồi lại cho vào 1 lít nước khác, đun sôi trong 10 phút. Có thể thêm 1 nắm cam thảo, 1 nắm bạc hà, 1 quả chanh. Mỗi ngày uống 2 chén, có thể dùng dịch tươi. Để bị rắn cắn, dùng thân rễ nhai nuốt nước, lấy bã đắp vào chỗ bị cắn. 4. Ứng dụng lâm sàng của cỏ gà. Thuốc lợi tiểu: cỏ chỉ 20g, sắc trong 1000ml, chia nước này uống nhiều lần trong ngày, có thể nấu thành dạng cao lỏng, pha trong nước với tỷ lệ 20%, tức 20g trong 1000ml nước. Hỗ trợ chữa bệnh trĩ: hàng ngày lấy cỏ chỉ rửa sạch, ép lấy nước có uống, ngày 2 lần, mỗi lần 12ml. Chữa tiểu đường, đái tháo đường: dùng cỏ gà 50g, đường phèn, sắc nước uống thay trà trong ngày. Chữa sỏi tiết niệu: dùng cỏ gà 30-50g, sắc nước uống thay trà trong ngày. Có thể phối hợp thêm với thòng bông, hay còn gọi là bồng bông, kim tiền thảo, sa tiền thảo, hay còn gọi là mã đề, mỗi vị 10g cùng sắc uống. Chữa cảm nóng, dễ chảy, nôn mửa: dùng cỏ gà 50-60g, đường phèn, sắc nước uống thay trà trong ngày. 5. Tham khảo: một số nghiên cứu về cây cỏ gà. Chống bệnh tiểu đường, hạ mỡ trong máu. Nghiên cứu trích xuất trên cây cỏ chỉ trên đình đã khử chất béo trên chuột bị bệnh tiểu đường gây ra bởi streptozotocin, cho thấy một tiềm năng mạnh chống bệnh tiểu đường và một chiều hướng tốt cho giảm chất béo trong máu.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công thức giúp trị giấc trĩ, viêm xoang, viêm loét dạ dày rất đơn giản. Bệnh như bệnh trĩ, viêm xoang và viêm phế quản là căn bệnh khiến nhiều người đau đớn và mệt mỏi. Có khá nhiều phương thuốc để điều trị. Thế nhưng bạn nghĩ thế nào là một hỗn hợp có thể chữa cùng lúc 3 căn bệnh khó chịu này? Xin giới thiệu với các bạn hỗn hợp sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ sự phiền toái của bệnh trĩ ngoại, ngăn chặn tình trạng viêm nhức, làm khô mủ ở các xoang, đồng thời giúp điều trị bệnh viêm phế quản và đau răng. Thành phần cần thiết. Nguyên liệu của công thức gồm 3 thành phần: 1 lòng đỏ trứng gà đã luộc chín, 400mg dầu ô liu, 600g sáp ong. Bạn có thể mua tại công ty mật ong, cửa hàng bán sản phẩm ong mật hoặc các trang mạng trên Internet. Thực hiện. Bước 1. Cho phần dầu ô liu vào nồi nấu trên bếp lửa nhỏ, rồi cho phần sáp ong vào đun sôi chừng 10 phút. Lúc này cả dầu ô liu và sáp ong sẽ tan ra đều. Lưu ý, vừa đun trên bếp vừa khuấy đều để hỗn hợp được đồng nhất với nhau. Bước 2. Sau khi đun sôi hỗn hợp dầu và sáp, hãy cho lòng đỏ trứng gà vào và khuấy đều. Hỗn hợp này sẽ tạo bột li ti, bạn hãy vớt bột ra ngoài. Bước 3. Tiếp tục đun hỗn hợp cho đến khi hỗn hợp hoàn toàn đồng nhất. Lưu ý khuấy đều tay để hỗn hợp không bị cháy màu. Sau đó tắt bếp và đợi hỗn hợp nguội hẳn. Bước 4. Dùng rây lọc để lọc bỏ phần cặn, chỉ cần phần hỗn hợp miễn nhiễm. Cuối cùng, bỏ hỗn hợp vừa tạo thành vào một ly thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh. Hỗn hợp này có thể dùng được lâu và bảo quản được trong tủ lạnh đến 10 tháng. Cách dùng. Đối với bệnh trĩ đau răng và vết bỏng, bôi trực tiếp hỗn hợp vào nơi bị đau 2 lần trên ngày để có kết quả tốt nhất. Đối với viêm xoang, đun nóng để làm tan chảy một lượng nhỏ hỗn hợp rồi nhỏ vào mũi. Hỗn hợp này sẽ vô cùng hiệu quả với việc làm khô mủ và dịch nhờn trong xoang, giúp điều trị viêm xoang hiệu quả. Đối với viêm phế quản, viêm đau dạ dày, uống 1/2 thìa cà phê hỗn hợp này 3 lần trên ngày trước bữa ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.